Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người, những ai quan tâm đến những cái dòng xe Morning mà dòng xe Morning số tự động nhập khẩu thì đây các bác cứ xem kỹ nhé. Em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Em mới nhập về buổi chiều hôm nay xong. Hàng mới về buổi chiều hôm nay. Chiếc xe này là Kia Morning bản nhập khẩu nhé. Đời 2004, đăng ký 2005, nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này là được sơn bởi cái màu đen. Xe vừa em mua của chính chủ luôn. Nên là tất cả những đồ trong xe vẫn còn luôn. Như là loa Superpass này, rồi cam hành trình, cam lùi. Rồi những cái đồ vật dụng ở trong xe là vẫn còn, em còn chưa mang ra. Chưa bỏ ra ngoài. Xe thì rất là sạch sẽ. Và rất là cứng, có vẻ là rất là cứng cáp. So với lại cái đời như này đấy, thì với chiếc xe Kia Morning như này thì em thấy là chiếc xe này còn khá là cứng cáp. Về đúng ra thì em cũng nên đi đánh bóng một chút để cho nó bóng. Nhưng mà thôi, quay luôn cho các bác xem. Có gì đánh bóng sau. Vì đánh bóng nó cũng rất đơn giản mà, chỉ có mấy trăm nghìn thôi là chiếc xe sẽ bóng lên rất là nhiều. Đấy. Chiếc xe này hàng nhập khẩu thì nó sẽ có cái form như thế này nhá. Xe chạy rất tiết kiệm nhiên liệu, mà số tự động đi rất là nhàn. Số tự động đi rất là nhàn. Thì em quay cái số tự động cho các bác xem. Bây giờ em đang quay giới thiệu bên ngoài thôi. Đấy. Bên ngoài của xe, hình thức của xe thì về hình thức của xe còn khá là đẹp. Đèn được trang bị đèn bi nhé. Đèn bi này. Phần đèn pha trước và đèn hậu sau rất là sáng. Và phần lốp của xe còn rất là dày. Đây, lốp nắp rất là dày luôn. Đấy, na răng đúc, 4 quả na răng đúc theo xe. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2019. Còn dài. Bây giờ em sẽ quay qua bên ngoài thôi, xong là lúc nào mà bác nào mà quan tâm thì em sẽ chụp hình bên ngoài, em gửi hình cho bác sau. Nói chung là quay qua thì quay qua thật, nhưng mà cũng gọi là tương đối, cũng không nên mức là qua loa quá, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ em sẽ mở 4 cái cánh cửa ra. Đây là cái nội thất của chiếc xe các bác nhé. Đấy. Chiếc xe thì nội thất là màu kem vàng, còn thì ngoại thất là màu đen. Đèn đóm rất là sáng, hai đèn trước, hai đèn sau, hai đèn hậu sau cũng rất là đẹp, rất là sáng luôn. Xe được trang bị camera lùi đầy đủ nhé. Camera lùi đây. Đấy, camera lùi rất là sắc nét. Mà cái camera lùi đây người ta lắp cái loại xịn, cho nên là nó điều tiết theo cái tay lái của mình. Khi mình cua tay lái vào phía nào thì nó sẽ chỉ về phía đấy luôn, rất là hiện đại. Đấy, biển cũng rất là đẹp luôn. Biển 14 Quảng Ninh 4995, biển rất đẹp, 4 số. Chiếc xe này vừa em nhập của tư nhân chính chủ các bác nhé. Bác nào mua thì em nhượng lại cho các bác, chuyển sang tên luôn cho các bác. Đấy, cái xe này trang bị cả cảm biến lùi này. Cả cảm biến lùi luôn này. Đây là bên ngoài, phần bên lái của xe nhé. Tổng thể 4 quả lốp còn rất đẹp luôn. Đấy, các bác xem luôn. Nói chung là bác nào mua về thì chỉ việc vệ sinh thôi, chứ cũng chả phải làm gì với cái chiếc xe này. Với chiếc xe này các bác mua về không phải làm gì nhé, chỉ vệ sinh thôi. Về vấn đề đánh bóng thì em đi đánh bóng rồi. Ok. Đây thì bây giờ em sẽ quay cái nội thất cho cả nhà xem nhé. Chiếc xe này là Morning bản nhập thì các bác biết rồi này, đúng không? Là nội thất nó sẽ màu kem là như thế này. Đây là cái tắp ly cánh cửa bên lái của chiếc xe nhé.
xe tuy đời thấp nhưng mà nó còn khá là cứng xe. Tất cả cái phần nhựa của xe nó chưa mòn luôn đây. Các xe nó cũng chưa mòn luôn. Đây là cái bộ gương kính trình điện nằm ở tại chỗ này. Xe được trang bị túi khí nhé, được trang bị túi khí an toàn ở nằm ở giữa vô lăng đây, nằm ở giữa vô lăng các bác nhìn. SRS Aribang nữa. Đây chính là cái túi khí của xe. Và đây là táp lô của xe các bác nhé. Táp lô của xe. Chung là táp lô của chiếc xe này còn khá là tươi, còn khá là đẹp. Đây màn hình xịn. Đấy, đầy đủ hết. Còn cả cái người ta gắn cả cái này để các bác giá đỡ điện thoại này. Và đây cam hành trình ở trên đây nhá. Đấy, cam hành trình được gắn ở trên gần chỗ gương hậu này. Đấy. Đấy, đây là cam hành trình các bác nhé. Nói chung là đầy đủ đồ chơi rồi, các bác mua về thì không phải lắp thêm gì cả. Đó là một khoản chi phí đúng không? Về không phải lắp nữa cho nên các bác đỡ được khoản chi phí. Đấy, và đây là những cái nút công tắc xây ghế và đây là những cổng nhạc này, đây là xây ghế này. Đấy, đây là cổng sạc điện thoại. Đây là hộp số tự động các bác nhé, hộp số tự động. Hộp số này cũng hơi bẩn một chút thôi, nhưng không có đề gì cả. Đây phần ghế. Phần ghế cũng vậy, chỉ hơi bẩn thôi, còn rất là đẹp. Phần ghế còn đẹp các bác nhé. Còn đẹp. Ghế da cũng tương đối là xịn. Trần lý. Vẫn là trần lý của xe luôn. Vẫn trần lý nguyên bản của xe nhé. Đấy thì đây là cái cáp ly kính cửa đằng sau. Quay gần cho các bác xem luôn. Đấy. Rồi. Em sẽ quay vào phần cái hàng ghế đằng sau của xe nhé. Thất thì con này hơi bẩn một chút thôi, còn để đánh lên thì sẽ rất là đẹp. Đấy, đây là tổng thể cái táp lô của xe nhé. Rồi ok, em sẽ quay sang cái phần bên đây của xe nhé. Đấy, các bác xem nhé. Chiếc xe này mà em đánh nội thất đi thì nó sẽ rất là tươi, nó sẽ tươi hơn rất nhiều. Alo. Em nghe máy cho anh với. Vâng, đợi cho tí nha, cho đang bận nhá, một lát nữa, đợi cho tí. Khách đang điện. Vâng. Thế thì em đang quay với các bác đây, các bác xem nhá. Ở dưới đây thiết kế cả loa trầm ở dưới này. Đây, loa trầm người ta thiết kế ở dưới đây. Các bác bật nhạc sàn nghe rất hay luôn. Đây cái táp lô của xe các bác nhé. Đấy rồi. Thì em cũng quay giới thiệu các bác về chiếc Kia Morning này rồi đúng không ạ? Về nội ngoại thất. Chiếc xe này còn khá là cứng các bác nhé. Nói chung là về chất của chiếc xe này còn được, còn tốt. Em thấy là còn tương đối là ok. Đấy, về máy móc gầm vệ rồi số. Đấy, còn rất là tốt. Các bác yên tâm về máy số nhé, gầm vệ. Gầm vệ rất là chắc chắn. Số nhảy rất là tốt. Máy êm, chạy bốc. Đấy. Mọi chức năng chiếc xe này hoạt động còn tốt. Xe không vấn đề gì cả, mua về các bác sử dụng luôn thôi, không phải làm gì cả. Điều hòa mát lạnh luôn, điều hòa nóng lạnh hai chiều đầy đủ hết. Đấy, lốp nắp dày. Đăng kiểm đây còn dài nhé. Mọi chức năng ở chiếc xe này hoạt động rất tốt các bác nhé. Mua về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và chiếc xe này em
buổi sáng mai em sẽ cho đi vệ sinh. Thì gần như là các bác về là không phải làm bất cứ cái gì cả. Chỉ việc về, chỉ việc sử dụng luôn, sử dụng ngay luôn. Thì các bác xem xe và cảm nhận nhé. Có gì các bác alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0938 586 307. 0938 586 307 nhé. Để được biết thêm chi tiết về chiếc xe. Và các bác nào muốn xem thêm hình ảnh thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác nhé. Các bác em dùng Zalo số vừa rồi đấy, em đọc lên đấy. Thì các bác cứ nhập số đấy vào là thấy Zalo của em. Đấy. Còn nói thêm là chiếc xe này đảm bảo các bác luôn là nó không bị tai nạn nhé. Không ngập nước, không thủy kích gì cả. Thân vỏ đẹp, không hăn mọt. Bác nào xa thì cứ xem kỹ nhé. Bác nào gần đến xem xe trực tiếp luôn. Nhà em thì còn rất nhiều xe ở tại bãi đây. Xung quanh đây. Đây xung quanh đây xe em đang để rất nhiều. Các loại. Số tự động, số sàn. Cái dòng tầm tiền khoảng trên dưới 200 triệu nhà em rất nhiều nhé. Đấy, mời các bác qua xem. Đấy. À, nhiên liệu chiếc xe này thì em nói thêm nhé. Chiếc xe này nhiên liệu thì rất là ít. Tầm khoảng 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km thôi. Rất là ít, rất là phù hợp cho bác nào mà chạy xa, chạy nhiều. Đấy. Rồi ok, em cũng nói cũng là gọi là tương đối rồi đúng không ạ? Thì các bác xem xong video này, nếu mà quan tâm những chiếc xe khác và những video khác của nhà em đăng lên thì các bác ấn đăng ký kênh nhé, và ấn like và chia sẻ để được cập nhật những mẫu video mới mà em đăng lên. Còn về vấn đề sang tên đổi biển thì bên em sẽ hỗ trợ nhé, và hồ sơ vận chuyển bên em cũng hỗ trợ luôn. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em để được biết rõ hơn, về chi tiết hơn về mọi thứ nhé. Ok, cảm ơn ạ.